ngàn năm dòng tóc em buồn, bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm. Dù mãi ngàn năm từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung có em dội hờn nên mãi du thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, dù em ngủ tay em kết nụ, nuôi trọn một đời, nuôi một đời người. Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng, bàn tay em nắm ngón anh du ngàn năm, giận hờn sẽ quên dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm. Mà Thanh Tâm Audio trải nghiệm bộ dàn Victor NXTC7, một trong những cái hệ thống mini với cái những cái đặc điểm rất là độc đáo ở trên cái hệ thống này. Đây là Victor NXTC7 mới về hàng tại Thanh Tâm, và bộ này về hàng cũng có thùng xốp. Em đánh giá hình thức vào khoảng 98%. Bộ này đầy đủ phụ kiện khiển zin với mức giá 7 triệu các bác nhá. Và với một con hàng thùng xốp mà xuất sắc như thế này thì các bác không nên so sánh với những con hàng bãi cũ hoặc là xước móp cấn nhiều không đủ phụ kiện. Bộ TC7 này thì được Victor tung ra thị trường với hai phiên bản màu, đó là màu đen và màu trắng. Như em nhìn nhận ở đây thì bộ màu đen của em gần như mới luôn, cặp loa cực đẹp, bóng piano rất là đẹp, và cái đầu máy này nó cũng ẩn chứa rất là nhiều những cái công nghệ hay. Các bác có thể nhìn thấy nó sở hữu một cái màn hình cảm ứng rất là rộng, chiều cái đường kính cảm ứng chiều cao khoảng 8 nhân với khoảng 12 cm. Đó. Và cái màn hình hiển thị này là dạng 16 triệu màu, rất là nét. Và trong cái chế độ CD thì các bác cũng đang nhìn thấy cái equalizer đó. Và khi chúng ta không chạm vào những cái nút bấm bất kỳ ở trên con máy này thì nó sẽ tự động nhảy sang cái màn hình chờ, đó là cái lịch cũng như là ngày giờ. Nói chung bộ này thì các bác bày biện thì miễn chê rồi. Ngoài ra thì các bác cũng có thể chạy slider ảnh của các bác, ảnh ví dụ các bác crop ảnh của các bác hoặc là ảnh của con các bác cắm vào USB thì nó cũng sẽ hiển thị lên được cái màn hình hiển thị này. Đây là TC7, em sẽ quay chi tiết hình thức một chút, sau đó em sẽ giới thiệu những cái tính năng độc đáo trên cái hệ thống này các bác nhá. Đây là cái thùng xốp của máy em vừa mở hộp ra này, không thiếu một cái phụ kiện gì cả. Chúng ta sẽ có một con ampli tương đối lớn với màn hình hiển thị rất là to. Cặp loa Buxell hai đường tiếng, các bác có thể nhìn xuyên qua cái e-căng thì có thể thấy đó là cái kích thước bass khoảng 10 cm, chép đôm đường kính 2.5, e-căng liền các bác nhá. Logo của Victor và loa bóng, mặt kính cũng bóng. Ở phía dưới đây là cái màn hình hiển thị rất là lớn, hai bên thì sẽ có các phím điều hướng như là suộc này, rồi play stop, bên này tăng giảm âm lượng ra đĩa, điều hướng menu. Rồi ở phía dưới thì chúng ta sẽ có phone này với audio in với chân 3.5 và USB để các bác có thể cắm nhạc và chơi cũng như là chuyển cái hình ảnh qua cái màn hình hiển thị này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin, đó là đọc MP3 và MVKMA DCD này. Đó. Còn phía trên thì chúng ta sẽ có một cái đốc iPhone nữa. Phía sau thì chúng ta sẽ có râu của anten của FM. Đường ra loa thì jack ra loa được kết nối dạng jack kẹp rồi. Chúng ta sẽ có công suất của loa như sau. Công suất của loa sẽ là 15W trở kháng được 4 ohm. Tổng công suất 30W nhưng mà tiếng rất tốt, rất mạnh các bạn nhá. Bây giờ em có để cho khoảng mức lửa
nửa cái phần âm lượng ấy, nhưng mà tiếng đã rất là khỏe và chắc rồi. Đây các bác đã nhìn thấy cái màn hình chờ của nó hiển thị ngày tháng giờ lịch cho chúng ta đây. Đấy là cái về cái phần thiết kế. Vậy thì những cái điểm độc đáo của trên bộ sản phẩm này như thế nào? Thì các bác thấy ngay cái điểm độc đáo, nó là sở hữu ngay một cái màn hình to, rất là to, hiển thị thông tin rõ nét và có thể chạy được cả slider ảnh ở trên này nữa, rất là tuyệt vời. Đây cái giao diện của máy nó sẽ như này đây. Đây các bác nhìn thấy chưa? Toàn bằng tiếng Anh, tuy nhiên chúng ta truy cập vào trong với là tiếng Việt, còn giao diện ban đầu thì bằng tiếng Anh. Có AM, FM, Audio In, Photo, Sting. Và cái giao diện này chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều giao diện để hiển thị các bác nhé, chứ không phải chỉ có một cái giao diện màu đen này đâu. Các bác đợi em một chút, em sẽ tìm cho các bác một cái giao diện khác để các bác cùng xem này. Ở trong cái phần hiển thị này thì nó sẽ hoàn toàn bằng tiếng Nhật, vì thế chúng ta sẽ dùng cái phần mềm dịch của Google để chúng ta có thể dịch ra xem là nó hiển thị, nó đang là báo cho ta chúng ta như nào. Đây các bác sẽ có rất nhiều kiểu hiển thị theo tab 1, tab tab 2, tab 3, 4 này, 5, 6 này. Các bác nhìn chưa, 7 kiểu hiển thị khác nhau. Và ngoài ra các bác cũng có thể chọn ảnh ở trong cái USB các bác gắn vào. Ví dụ bây giờ em sẽ chọn cái type, hiện tại chúng ta đang dùng type 3 thì chúng ta sẽ dùng type 1. Đó các bác nhìn chưa, đó nó sẽ ra demo cho chúng ta xem là cái giao diện nó sẽ như thế nào. Đó rất là hay đúng không, phần cài đặt. Còn chúng ta về phần đĩa thì chúng ta có thể ấn phím sang ngang này, sang ngang nhé, chuyển lên, enter vào, enter tiếp để các bác có thể chọn bài nhanh ở trong cái phần này. Đó đấy là về cái giao diện đĩa. Vậy thì còn cái khay đĩa nó sẽ nằm ở chỗ nào, các bác sẽ nhìn giúp em nha. Đây cũng là một cái đặc điểm rất là hay đây này, độc đáo trên cái bộ sản phẩm này. Chúng ta sẽ play lại đã, pause của stop đĩa này đã. Rồi bây giờ bắt đầu ấn ra đĩa nha, các bác nhìn nha. Đó, cái màn hình nó tự động thu lên và đẩy lên trên cao để cái khay đĩa phía dưới nó sẽ đẩy ra. Và khi chúng ta bỏ đĩa vào, chúng ta ấn CD, nó sẽ tự động đẩy cái màn hình xuống. Các bác nhìn thấy nó có một chút gì đó công nghệ và option rất là xịn sò các bác nhé. Bộ này thì sẽ chơi ở trong không gian khoảng 25m, 25m vẫn chơi tốt các bác nhé. Và cái nguồn chơi sẽ từ CD, từ USB và từ audio in. Ok, rồi chúng ta sẽ vào nhạc demo thôi. Năm tàu vương sẽ không còn một mùa xuân lá hoa kín tình, một mùa thu nắng mây ghép hình. Nếu em về bên anh, bên sông ngày xưa sẽ êm đềm, để chiều mưa rót muôn tím đào, để mùa trăng lướt đôi cánh mềm. Vòng tay sẽ nối tiếp mãi những đêm dài hồn ta đắm say, lời thơ tha thiết sẽ dâng tràn, đời ta sống vui trong tình thương, đến lúc mái tóc đã điên cuồng còn như mới quen. Nếu em về bên anh, cánh hoa vườn xuân sẽ không tàn, đời ta lưu luyến như bóng hình, thời gian ngưng bước đôi hứa mình.
rót muôn tiếng đàn để mùa trăng lướt đôi cánh mềm. Ngày nào ta cách đã qua rồi, tình thương giữ im trong vòng tay, sẽ nối tiếp mãi những đêm dài hồn ta nắm tay. Lời thơ ta viết sẽ dần tràn, đời ta sống vui trong tình thương, đến lúc mai tóc ta điên cuồng còn như mới quen. Nếu em về bên anh, cánh hoa vườn vẫn sẽ không tàn, đời ta lưu luyến như bóng hình, thời gian ngưng bước đôi lứa mình. Nếu em về bên anh, nếu em về bên anh, nếu em về bên anh. Với mức giá là 7 triệu, bác nào quan tâm tới Victor NXTC7 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.